nhất nè, cù lẳng nè, không bỏ đâu nha. Ai ăn bỏ này mới tiếc ghê. Không lẽ xin người ta ăn. Cân nặng là câu chuyện cả cuộc đời này Miu phải mang theo. Sao hở cái là tăng cân. Nhưng mà sao Miu bị kỳ nhá, tối nó phải no, nó no trương người lên thì Miu ngủ mới ngon. Đã từng bị Garrick unfriend trên Facebook. Ôi trời ơi, mấy lần block nữa. Tại vì Miu cũng block, mình block ngược lại, nói chung có qua có lại đi. Rồi, Miu với anh Dick là giống như kiểu là phiên bản nam, phiên bản nữ vậy đó. Ảnh vẫn thường hay nói Miu là Miu Lê là phiên bản nữ của Garrick mà. Miu không có gu cho chuyện người yêu. Là đối với Miu có những cái gạch đầu dòng mà bắt buộc là phải có, chứ nó không được xét là gu nữa. Okay. Ví dụ như đạo đức, tử tế, lịch sự, nhã nhặn, cư xử hiền hòa với mọi người. Như gạch đầu dòng 70 cái không? Cái mấy trang á. Đây là ảnh Miu Lê mà nhỏ. Cho coi thôi. Bây giờ tuổi mùi mà cốt khỉ, tay chân phân thoát. Cái MV các bạn Olo có một cảnh Miu Lê là tát một thành viên trong nhóm. Thì cái tát này là đạo diễn phổ biến với Miu là tát bất ngờ đi, một phát ăn ngay. Cũng có, nó chính ra là cũng có học boxing xương xương và biết cách gọi là swing. Đau á, tay Miu đau mà. Ê, cuộc mất cuộc đời Miu. Để mà chia sẻ về cái này nha, nhưng Miu phải mất chắc 5 tiếng. Và trong phim này Miu đi tướng gù, gù lưng, tay chân cầm đũa các thứ nó cũng như thế này. Miu bị thói quen. Ê mà sợ ma nha. Tự nhiên cứ gắn kim băng trên người chi lành lặn không. Nè, cái áo này là cái áo lành lặn. Đi mua về xong cắt ra. Chi vậy?